Mới đây tại cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bàn giao đối tượng Sung Văn Gấu, sinh năm 1979 ở xã Pùi Nhi, huyện Mường Lát, cho Công an huyện Mường Lát để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm. Đây là đối tượng bị Công an huyện Mường Lát truy nã từ năm 2002 về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2002, Sung Văn Gấu và Cút Văn Lơi ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bắt trộm một con bò ở bản Cơm, xã Pù Nhi, giáp biên giới Việt Nam-Lào. Sau đó, vượt biên sang bản Nậm Ngặn, Viên Say, tỉnh Hủa Phăn tiêu thụ. Tuy nhiên, do không chứng minh được nguồn gốc của con bò nên hai đối tượng này đã bị chính quyền bản Nậm Ngặn tạm giữ. Lợi dụng lúc sơ hở, Sung Văn Gấu và Cút Văn Lơi đã bỏ trốn về Việt Nam. Sau khi trốn về Việt Nam, năm 2002, Cút Văn Lơi bị Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bắt giữ, còn Sung Văn Gấu bỏ trốn khỏi địa phương sang Lào và bị Công an huyện Mường Lát ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Từ những thông tin do Công an huyện Mường Lát cung cấp, ngày 14 tháng 5 năm 2024, Công an tỉnh Hủa Phăn đã phát hiện Sung Văn Gấu đang lẩn trốn ở bản Hiên Tắng, cụm Na Năng, huyện Mường Quan, tỉnh Hủa Phăn và tiến hành bắt giữ, sau đó di lý và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mường Lát để xử lý theo quy định của pháp luật.